Channel. Pink. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day. À, bạn cô tìm được một quả trứng. Trứng gì đấy nhỉ? Orange. Bạn Ngọc Vân tìm được chú mèo Kitty rồi các bạn ơi. Mèo Kitty đâu nhở? Ngọc Vân ra lên cho các bạn xem nào. Đây mà. Mèo Kitty màu gì đây? Đúng rồi. Red. À, chú mèo Kitty ngồi trên chiếc bờ bênh ngựa. Hai chị em Ngọc Vân đang chơi rất là vui các bạn ạ. Green. Yellow. Bóng màu vàng nhiều quá các bạn ơi. Ôi, các bạn đi tìm được nhiều đồ chơi quá, thích quá. À, thích quá, nhà bóng của hai chị em Ngọc Vân rất là nhiều đồ bóng và nhiều đồ chơi nha. Purple. À, nhiều bóng màu tím quá. Có quả bóng màu tím to quá. Blue. Ngọc Vân tìm thấy cái cầu trượt à? Lát nữa Ngọc Vân ra nắp ghép nha. Nào, Ngọc Vân tìm được những cái đồ chơi gì rồi nào? Bạn cu bạn thích bạn ấy nằm ra rồi các bạn ơi. Bạn Ngọc Vân đã chui sang bên kia của lều bóng rồi các bạn ơi. Có chú cái heo đang chơi bóng đấy. Bạn ấy lại chui sang bên kia rồi. Thích thật đấy. Yeah, có mấy quả bóng bay màu tím. Hình như có đồ chơi bên trong hay sao ấy nhỉ? Ngọc Vân chui ra từ đống bóng đấy các bạn ơi. Các bạn ấy đang bơi trong biển bóng, thích quá. Yeah.
Các bạn ấy đang chui từ nhiều bóng bên này sang nhiều bóng bên kia. Bạn cu đâu rồi? Cu ơi, cu đâu rồi? Wow, cu à đấy, cu à các bạn đấy. Đâu rồi? Cô đi đâu rồi? À, cô nhặt bóng cho vào lều bóng. Ngọc Văn lại chui sang bên kia rồi. Em cô bò theo chị đi. Cô bò theo chị đi. Ngọc Văn đã tìm xong đồ chơi chưa nhỉ? Tìm hết đồ chơi chưa? À, một quả bóng bay màu tím, bên trong có đồ chơi nữa. Lát nữa chúng ta xem bên trong là cái gì nha. Oh, bóng bay lắm đầu rồi các bạn ơi. Chú mèo Kitty à? Wow, Ngọc Vân tìm được nhiều đồ chơi quá. Ngọc Vân tìm hết chưa? Tìm lại một lần nữa xem còn gì không nào. À, Ngọc Vân tìm được quả trứng màu hồng rồi. Ngọc Vân đang đi tìm xem còn cái gì nữa không. À, cô tìm thấy rồi, cô tìm thấy rồi. Cô tìm thấy đồ chơi rồi, cô giỏi quá. À, cô giỏi quá. Cô tìm thấy gì nhỉ? Chú mèo Kitty đang đi xe. Wow, lại đổ bóng bay rồi. Ngọc Vân đã tìm hết chưa? Các bạn đã tìm được nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Bạn cu bò ra ngoài rồi. Hình như còn một quả trứng hay sao ấy Ngọc Vân ơi. Trời ơi, bạn Ngọc Vân bỏ sót mất một quả trứng trong này rồi hay sao ấy. Đúng không nhỉ? Wow. Một quả trứng màu xanh lá cây. Hết chưa nhỉ? Hình như ở đây vẫn còn đồ chơi. Chỗ này, các bạn tìm đi. Đây, chỗ này, chỗ này. Các bạn tìm đi, các bạn bới bóng lên. À, một quả trứng màu hồng. Đây chỗ này, bạn Ngọc Vân tìm chỗ này này. Chỗ này nhiều bóng lắm, dày bóng lắm. Bạn bơi bóng ra xem có đồ chơi gì không. À, có một gì nhở? Chú mèo Kitty. Rồi bây giờ chúng ta lắp ghép nhá. Chúng ta lắp ghép nhá. À, bên trong quả trứng có cái gì đấy hả Ngọc Vân? Đúng rồi, đúng rồi, bạn Ngọc Vân thông minh quá. Đây là cái gì đấy nhỉ? Đúng rồi, bập bênh của mèo Kitty. Rồi bây giờ các bạn cho hai chú mèo Kitty sang hai bên. Sau đó cho mèo Kitty chơi bập bênh nhá. Bạn cù rất là thích. Bạn Ngọc Vân cho mèo Kitty ngồi có bập bênh rồi. Bây giờ Ngọc Vân cho hai bạn chơi nào. Rồi, thích quá, thích quá. Bạn Ngọc Vân đang cho mẹ Kitty chơi cầu trượt đấy. Cô ra chơi cùng chị đi. À, chú mèo Kitty lên cầu trượt rồi. Yeah, thích quá. À, bạn Ngọc Vân cho chú mèo Kitty chơi bập bênh ngựa à? Wow. Yeah.
con được cái TV ô tô đấy. À, mèo cái TV nhanh quá. Ừ, cu ra bóc trứng với chị đi. Ngọc Vân đang bóc trứng đấy các bạn ạ. Trứng gấu panda. Wow. Cái này đến xong. À, có một cái chảo để rắn trứng đấy các bạn ạ. Và có hình gì đây? Hình Peppa Pig. Mà trứng màu xanh không rồi. Ôi, bên trong màu xanh có cái gì đây? À, có một hàm răng. Hàm răng gì đây? Ôi, sợ quá. Trông như hàm răng của macaron ấy các bạn ạ. Rồi, kinh quá. Ôi, kinh quá. Hàm răng của macaron thật là kinh khủng khiếp. Mọi người vẫn biến thành macaron rồi. Sợ quá. Kinh khủng khiếp nhờ bạn Ngọc Vân đã biến thành con mắt gà rồng rồi. Bạn Ngọc Vân và bạn cu lại vào nhà bóng chơi rồi các bạn ạ. Nhà bóng của mình có cái bóng rổ, à có cái rổ bóng này bạn Ngọc Vân ơi. Hai chị em ném bóng rổ đi. Yeah, 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 thích quá, yeah. Ôi bạn Ngọc Vân ném giỏi thế. À bạn Cu cũng ném được này. Vân cho mèo Kitty chơi cầu trượt trong nhà bóng à? Bạn Ngọc Vân đã chui sang lều bên này rồi. Bạn Ngọc Vân sang lều của cá heo rồi các bạn ơi. Ngọc Vân chào các bạn nào. Chào các bạn. Yeah, thích quá. Cu đang làm gì thế? À, bạn Cu đang nằm ra nhà bóng à, đang nằm ra nền bóng à, thích quá. Ngọc Vân đâu? Ngọc Vân xuất hiện rồi. Bạn Ngọc Vân có ý tưởng là cho hết đồ chơi vào trong này. Dạ cung đi. Ngọc Vân dạ cung đi. Bạn cung không sợ các bạn ạ. Kinh khủng khiếp nhờ. Macaron. Ngọc Vân đã biến thành macaron rồi. Ui cắn cô. Ui macaron cắn cô. Cô chạy đi. Cô chạy đi. Cô chạy sang bên kia đi. Cô bò sang bên kia đi. Cô chạy ra thì macaron cũng chạy theo. Sợ quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngọc Vân đang chào tất cả các bạn. Nhưng với hàm răng macaron, Ngọc Vân không thể nói lên lời được các bạn ạ. Chào các bạn thế nào? Cô chào các bạn nào. Bye bye. Bye bye. Bạn nào bye bye, cô bye bye đi.